gieo mầm yêu thương, hạnh phúc đồng hành cùng con trẻ. Ba chú heo con. Các bạn đang nghe truyện cổ tích song ngữ Việt Anh, một sản phẩm từ Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện về ba chú heo đáng yêu. Trước khi vào truyện, anh có một câu hỏi nho nhỏ dành cho các em nè. Giữa một căn nhà làm bằng rơm, một căn làm bằng ván gỗ và một căn bằng những viên gạch chắc chắn, thì các em sẽ chọn căn nhà nào? Theo em nghĩ, căn nhà nào sẽ vững chãi nhất? Nếu còn phân vân thì chúng ta sẽ nghe câu chuyện này rồi suy nghĩ tiếp nhé. Hãy cùng theo chân ba chú heo con vào cuộc phiêu lưu mới nào. Ngày xưa, có ba chú heo con. Chúng quyết định rời khỏi vòng tay bố mẹ để đi chu du thế gian. Chúng dành cả mùa hè tươi đẹp để ngao du qua những khu rừng và đồng cỏ, hạnh phúc vui đùa bên nhau. Ba chú heo con có nhiều bạn bè dọc đường đi. Chúng đi bơi cùng bạn vịt, hái hoa cùng thỏ và tìm mật ong trong những bọng cây cùng bạn gấu. Nhưng khi mùa hè dần kết thúc và mùa thu bắt đầu đến trên những rặng lá vàng, các bạn của heo con quay lại làm lụng chăm chỉ để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Bà chú heo con nhận thấy chúng cần phải tìm một mái nhà. Chúng hiểu rõ rằng những ngày rong chơi đã khép lại và nếu không làm lụng như những người khác thì chúng sẽ phải trải qua một mùa đông buốt giá. Chúng bàn bạc với nhau, nhưng mỗi chú heo muốn tự quyết định về ngôi nhà của mình. Chú heo cả lười biếng nhất muốn dựng một căn chòi làm bằng rơm. Anh chỉ cần một ngày là dựng xong, heo cả nói. Hai chú heo em không đồng tình. Chúng cho rằng chòi rơm thì quá mong manh. Nhưng heo cả bỏ ngoài tai, chú chất rơm rạ trên mấy cái que cột lại sơ sài và hài lòng chui vào nhà. Chú heo thứ thì đỡ lười hơn và quyết định dựng một ngôi nhà bằng gỗ. Chú đến ông thợ mộc gần đó và mua ít ván gỗ rẻ tiền. Chú dành ra 2 ngày để cưa và đóng gỗ. Chú heo thứ khá hài lòng về căn nhà của mình vì nó chắc chắn hơn cái chòi bằng rơm của heo cả. Tuy nhiên, chú heo thứ ba, heo Út, thấy căn nhà gỗ vẫn chưa đủ. Cần chăm chỉ và kiên nhẫn làm việc trong nhiều ngày để xây một ngôi nhà đủ vững vàng trước mưa to, gió cả và quan trọng nhất là có thể bảo vệ chúng ta khỏi tên sói. Em sẽ xây một ngôi nhà bằng gạch. Để có được gạch xây nhà, chú heo Út cất công tìm đến một lò gạch ở xa thật xa và đẩy về một xe đầy gạch mới ra lò. Chú trộn đá vôi, đất sét và cát lại để làm vữa kết dính gạch. Nhiều ngày trôi qua, ngôi nhà gạch của heo Út dần dần thành hình. Thỉnh thoảng, hai chú heo anh đến thăm heo Út để cười cợt. Sao em phải mất công thế kia? Sao không lại đây chơi với các anh đi? Nhưng heo Út vững vàng trả lời. Không, để em xây xong ngôi nhà này đã. Ngôi nhà sẽ thật cứng cáp. Khi nào xong, em sẽ đến chơi cùng các anh. Các em ơi, chú heo Út thật kiên trì và siêng năng phải không nhỉ? Dù bị các anh cười nhạo, chú vẫn quyết tâm xây nên một ngôi nhà thật kiên cố và vững chãi để có thể chống chọi qua mùa đông sắp tới.
Thật ra chưa cần đến mùa đông, ba ngôi nhà của ba anh em heo đã bị thử thách bởi một nhân vật đáng sợ. Đó chính là tên sói xấu xa. Các em hãy cùng nghe tiếp xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Một ngày nọ, khi phát hiện ra tên sói đang lảng vảng ở quanh vùng đó, bà chú heo ngay lập tức phóng chạy về nhà. Tên sói tiến tới cái chòi rơm của heo cả, gầm gừ hung hăng. Ra đây ngay, ta muốn trò chuyện với mi. Tôi muốn ở yên trong nhà hơn, chú heo con lý nhí đáp lại. Ta sẽ bắt mi phải đi ra. Tên sói gầm lên hung tợn và hít căng lồng ngực. Và rồi hắn lấy hết sức thổi thật mạnh vào căn chòi. Đống rơm rạ mà chú heo cả chất sơ sài trên khung nhà yếu ớt đổ sập xuống. Sói đắc thắng trước chiến công của mình nên không để ý thấy chú heo cả đã lén lút chui ra khỏi đống rơm và chạy thục mạng đến ngôi nhà gỗ của chú heo thứ. Khi nhìn thấy chú heo đáng thương bỏ chạy, sói đùng đùng nổi giận. Lại đây ngay! Hắn gầm lên và đuổi theo chú heo vừa chạy tọt vào căn nhà gỗ. Em hy vọng căn nhà này sẽ không bị sập. Hãy dựa người vào cửa để tên sói không xông vào được, heo thứ nói với anh mình. Chú cầu nguyện rằng căn nhà gỗ của chú sẽ đứng vững hơn căn chòi của heo cả. Sói đứng ngoài nghe hết cuộc trò chuyện của hai anh em, nghĩ đến lúc được chén hai chú heo, bụng sói sôi réo, hắn thổi mạnh vào cửa. Mở cửa ra, mở cửa ra, ta chỉ muốn nói một lời thôi mà. Hai chú heo con khóc thúc thích sợ hãi và cố gắng hết sức chặn cửa lại. Tên sói cáu tiết hít một hơi thật mạnh rồi thổi. Những chiếc ván gỗ bay tứ tung và căn nhà gỗ đổ sập như thể nó được dựng từ lá bài. Chà, heo cả và heo thứ đã rất hài lòng về căn nhà làm từ rơm và gỗ của mình. Nhưng vì dành ra quá ít thời gian để xây dựng, cả hai căn nhà đều rất mong manh và không thể chống chọi được trước sự tấn công của sói. Tội nghiệp hai chú heo. Nếu biết trước, chắc hẳn cả hai chú đã dành nhiều công sức và thời gian để xây nhà hơn. Các em cũng đừng lo. Hãy xem ngôi nhà của chú heo siêng năng cuối cùng, heo Út, có thắng được tên sói gian ác này không nhé. May sao, chú heo Út thông thái đứng ở cửa sổ đã quan sát hết được những gì vừa xảy ra và vội vã ra mở cửa cho các anh của mình chạy vào trốn trong căn nhà gạch. Chỉ chốc lát, tên sói đã đập đùng đùng lên cửa. Lần này, hắn bớt tự tin hơn một chút. Căn nhà này trông vững chắc hơn hai căn nhà trước nhiều. Hắn thổi một lần, hai lần, rồi ba lần, nhưng vẫn không suy chuyển. Hắn thậm chí còn cố gắng đẩy và đá các bức tường gạch, nhưng căn nhà không hề bị xê dịch một tí nào. Bà chú heo con quan sát tên sói và dần dần cảm thấy an tâm hơn. Tên sói kiệt sức không thổi nữa, bèn thử một mánh khóe khác. Hắn trèo lên cái thang kê gần đó, đu lên mái nhà và nhìn xuống ống khói. Tuy nhiên, chú heo Út khi nghe thấy tiếng động trên mái nhà đã đoán trước được mưu mô của hắn. Heo Út vội vàng bảo các anh, nhanh lên, nhóm lò lên nào. Tên sói thò cặp chân dài xuống lò sưởi và bắt đầu trượt xuống ống lò tối đen. Hắn hơi lo ngại, nhưng tiếc các chú heo bên dưới khiến hắn đói cồn cào. Ta sắp chết vì đói rồi, ta sẽ cố gắng chui xuống đó. Và thế là hắn buông tay ra để trượt xuống ống khói. Nhưng sao nóng quá thế này,
tên sói đã rơi thẳng xuống bếp lửa. Lửa bén vào bộ lông rậm và làm đuôi hắn bốc cháy phừng phừng như ngọn đuốc. Ta sẽ không bao giờ bén mảng gần ống khói nữa. Tên sói la oai oái trong lúc cố gắng dập lửa. Trên đuôi, hắn phóng qua cửa sổ, lao thẳng xuống cái ao gần đó để lửa tắt. Rồi sói ba chân bốn cẳng chạy đi càng xa càng tốt. Ba chú heo con đã được an toàn. Ngôi nhà gạch đã bảo vệ ba anh em và cứu chúng khỏi trở thành bữa tối của tên sói. Ba chú heo con vui sướng nhảy nhót quanh sân và hát vang la la la, la la la. Con sói già xấu xa sẽ không bao giờ bén mảng tới đây nữa. Sau ngày đáng sợ đó, hai anh em heo cả và heo thứ đã trở nên chăm chỉ hơn. Cả hai dựng lên thêm hai ngôi nhà gạch chỉ trong một thời gian ngắn. Ba anh em heo con còn dạy mọi người quanh vùng cách xây nhà gạch để tự bảo vệ mình trước mùa đông giá lạnh sắp tới. Chúng trở thành những người thợ xây, lành nghề và có tiếng trong vùng. Giờ thì tất cả đã được an toàn. Chú heo Út gọi các anh của mình: làm việc thế là đủ rồi, nào cùng đi chơi thôi. Khi mùa đông đến, chúng nhóm bếp lò trong ngôi nhà gạch vững chãi, cứng cáp và ấm cúng, rồi mời các bạn vịt, gấu và thỏ đến cùng chung vui bữa tối Giáng sinh. Các em có tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra với tên sói không? Thì sau cái vụ tai nạn đó, lòng đuôi hắn không bao giờ mọc lại được nữa. Thế là hắn có một cái đuôi trụi lủi, trông rất là tội nghiệp. Hắn đã một lần quay lại lởn vởn quanh vùng, nhưng khi trông thấy ba cái ống khói và nhớ lại ký ức kinh hoàng của cái đuôi bị đốt cháy, hắn bỏ chạy một mạch không ngoái đầu lại. Các em thấy đó, nếu cần cù và chịu khó lao động, chúng ta sẽ nhận được những kết quả xứng đáng. Mong là các cô bé cậu bé đang lắng nghe câu chuyện này lúc nào cũng siêng năng chăm chỉ giống như chú heo Út nhé. Chuyến phiêu lưu của ba bạn heo con đã kết thúc rồi. Hẹn gặp các em ở một chuyến phiêu lưu khác còn hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt các em. Gieo mầm yêu thương, hạnh phúc.